lấy lấy cái nha các bạn. 5 kg. Ui da. Ui da, bạn mình làm ghê quá các bạn ơi. Con này 5 kg á. Ê, gớt các bạn. Câu cá mà đội nó bảo hiểm luôn nha các bạn. Hàng khủng rồi các bạn ơi. Đầm mê con cá chứ ơi. Mình hai anh em mới bàn xong kiếm con cá về cho cha nấu canh chua có thiệt các bạn ơi. Mừng quá các bạn ơi. Mình ngồi mình không để ý nữa, mình thấy cái cần nó chạy xuống hồ luôn. Thiệt hên thiệt. Vô cho bạn. Vô bạn ơi. Vô rồi bạn ơi. Vô các bạn ơi, cá vô rồi. Ê ê ê. Vô bạn ơi. Con này bự lắm bạn ơi. Con này bự lắm bạn ơi. Ê. Trời. Ôi. Okay. Cho nó qua luôn bạn ơi. Bự quá bạn ơi. Trời ơi. Sảy bạn ơi. Có chuyện sảy bạn ơi. Ôi da. Ôi da. Cái cần mà nó cong luôn các bạn ơi. Ây da. Ây da. Này là cái này là ta kêu cẩu cần cẩu luôn các bạn. Cái này là ta kêu là cẩu cá chứ không phải là câu cá các bạn. Bạn xem nè. Dính có một lưỡi một nè. Đó là dính một lưỡi một thôi đó mà dính mép trên các bạn. Quýnh lăn xê này là bảo đảm các bạn là dính cá là ben lên luôn chứ khỏi cần phải giật déo vô các bạn ơi. Các bạn. Ok các bạn. 2,5 kg. 2,5 kg các bạn ơi. Ok nha. Dàn ngang cái đầu bằng mình luôn. Thôi bỏ nó cái bộ mày hiểm coi cho nó lịch sự chút coi. Sao? Ok các bạn, nếu có cá mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Sao rồi? Không được à? Chắc mày trắng quá. Cá này không được to các bạn. Nó vừa theo bú các bạn ơi. Nó vừa theo bú. Cá gì bạn? Ai à, đúng là nó vừa theo bú luôn các bạn ơi. Con này nó đã vừa theo bú nè. Ok các bạn. Nếu có cá mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Ok.